Mình là Kiệt và xin chào mừng tất cả mọi người đến với kênh TK Fish Garden của Kiệt. Và ngày hôm nay Kiệt sẽ mang đến cho tất cả mọi người một lô cá số lượng khoảng đâu đó khoảng 20 đến 30 bé. Đấy, và trung bình size sẽ từ 45, 47 cho đến 60, 61, 62 xăng. Và có một bé siêu phẩm size khoảng 65 xăng. Rất là đã. Bây giờ Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video ngày hôm nay, cái lô cá ngày hôm nay. Thì lô cá ngày hôm nay của chúng ta sẽ gói gọn trong hai hồ, hồ này với lại hồ này. Đó. Cũng khá khá các bé. Đây, các thâu nước Kiệt đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ là công đoạn mang các bé cá lên. Sau đó sẽ quay và gửi đến tất cả mọi người chi tiết từng bé một. Từng bé cá sẽ có từng mã số và giá cả khác nhau. Kiệt sẽ để trên góc trái của màn hình, góc trái trên của màn hình, mọi người theo dõi đó và cần mình ưng bé nào, thích bé nào thì liên hệ với Zalo của Kiệt, rồi sau đó gửi cái mã đó qua, Kiệt sẽ check và báo giá lại cho mọi người. Rồi số điện thoại thì Kiệt sẽ để trên tiêu đề của video và mọi người kết bạn Zalo với Kiệt để mình trao đổi cũng như là mình chốt các thông tin về cá ha. Bây giờ Kiệt sẽ vào clip để tiến hành quay cho mọi người xem. Bây giờ Kiệt cũng vừa mới về thêm vài bé, về được 3 bé. Bây giờ Kiệt lên quay trước 3 bé này cho mọi người xem luôn. Bé này xài khá là to, bé Showa và một bé Kusaku. Qua cõi máy. Wow, bé Showa này đẹp lắm mọi người à, rất là đã luôn. Thì cái này Kiệt cũng nhập về. Đấy, thì nay cũng có tuần rồi, nay mới về, cá mới về tới đây. Kiệt về thì thứ nhất là Kiệt bổ sung cho khách của Kiệt, và thứ hai là cũng quay rồi gửi đến mọi người xem. Và mình sưu tầm về ha. Mấy bé này là nằm trong những bé mà gọi là xuất sắc á. Rồi bên hồ bên này là sẽ là hồ bình dân hơn một xíu. Bây giờ Kiệt sẽ thả ra, rồi sau đó là cho qua bên cái thao bên đó để quay cho mọi người xem kỹ hơn nữa. Bé dưỡng kỹ trước khi đi cũng cho nhịn ăn nên là nước rất là sạch. Hai bé thì có một bé Showa to lắm, bé này chắc phải size gần 60 ạ. Cái Kusaku sai vui vẻ 45 xăng. Bây giờ thì Kiệt sẽ cho qua bên thau thuốc mê, sau đó cho qua bên cái thau lớn để mà mọi người ngắm cho rõ hơn ha. Rồi bây giờ Kiệt cho qua thau bên này, sau đó là cho lên thau lớn. Đấy, mọi người cùng ngắm ha. Ui, nước nóng quá. Bây giờ Kiệt cho bé Showa vào trước đi. Rất là to. Body tuyệt vời luôn. Màu rất là sắc luôn, qua đây rất là đẹp. Bây giờ Kiệt cho bé mê nhẹ nhẹ cái rồi cần mình cho qua bên cái thau lớn này, cái tăng lớn này, để mọi người ngắm.
ngắm kỹ hơn, đẹp hơn. Đây. Nhìn cũng khá là duyên, đang cho mê, mê mê nhẹ mấy bé đỡ hoảng, mình quay nó cũng dễ hơn. Giờ thì sẽ ẩm qua. Rồi, cái bé đầu tiên nãy bé Suwa nãy á thì size khoảng 62 cm, và cái body rất là đẹp ha, body tàu ngầm, body học bích. Thấy rồi, bé Kuchaku này là size khoảng 45 cm, màu sắc và body cũng rất là ổn ha. Bé này là cá đực. Đấy, trên đầu có cái mảng trắng nhìn rất là duyên, rất là sạch, cái đầu rất là sạch, bé này đặc biệt đầu rất là sạch, tay bơi cũng đều to đều luôn nè. Đấy, bé này mà về bơm lên size to to xíu nữa nhìn rất là ngầu. Nắng màu bé này thì mình để hồ kính. Hồ kính là đẹp nhất. Rồi mình dòm bên hông, mảng màu bên hông rất là nhiều. Dòm rất là ưng. Rồi còn một bé to nữa, một bé cọp to trong cái thùng, trong hai thùng mà Kiệt mới trở về nè. À, chung đợt với ba bé mới, vừa mới về tới luôn, vừa về tới thì ra sẵn quay luôn rồi xong mình dưỡng. Bây giờ cái phiên bé cuối của cái hai thùng ba bé này về, một bé cọp này, cái cọp size khá là to, cái này chắc phải ngoài 60 rồi. Một con bé Hisuri. Bé này cũng phải xem 65 ạ. Khá là to. Body rất là đã luôn mọi người. Rồi để Kiệt khui ra. Cái bé này thì đúng ra thì Kiệt cũng chưa quay đâu. À, dự kiến là cũng phải sang tuần mới về, mà đợt này cho về sớm để dưỡng chung với cá của khách đã đặt trước á, thử ra là Kiệt cho về hôm nay luôn, sẵn quay luôn, quay gửi đến mọi người luôn. Cái này size to lắp lắp, bé này cá mái, hai bé kia cá đực, đều cũng gù, Kiệt lo size cái đã. Xong chuẩn bị qua bên kia cho mọi người xem. Wow, 66 cm đấy. Luôn. Wow, cho qua luôn. Cho bé ngắm mê một xíu, ngắm thuốc mê một xíu, sau đó thì cho ra thau lớn để mọi người ngắm kỹ bé này ha. Bé này thì cái màu nó không hẳn là đỏ, màu cam đậm á, thường là sẽ màu đỏ cam hoặc là cam đậm thôi, cam đỏ á. Như bé này là màu cam đỏ nè, cái phần đầu xù rất là ngầu luôn mọi người, ngầu lắm. Đấy, tay bơ to, body cũng rất là mập, đuôi cũng dày lắm. Rồi giờ Kiệt cho qua bên cái thau lớn để mọi người theo dõi cho kỹ nè. Size bé này là 67 cm. Kiệt cũng vừa mới khám thì bé này là một cái cá mái,
phần đầu rất là ngầu nha, tai bơ to nè, cũng đuôi cũng khá lắm. Sai cái này rồi thì về mình chơi là chủ yếu, còn lên sai nữa thì sẽ lên nhưng mà thời gian sẽ khá là lâu, lên rất là chậm. Đấy. Rồi, mọi người còn ngắm thêm một xíu nữa ha, ngắm thêm một xíu nữa rồi sau đó Kiệt cho xuống dưới hồ để Kiệt mở cho mọi người thấy đồng rất là ngầu. Thì rất là dễ thương. Rồi bây giờ là Kiệt sẽ cho cá dưới hồ lên, quay gửi tới mọi người cùng theo dõi tiếp ha. Rồi bây giờ Kiệt xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi bé cá này rất là đặc biệt ha. Đấy, một bé cha gôi, một bé cha gôi bình thường thôi, không có green green hay gì hết mà rất là tuyệt vời. Giờ Kiệt sẽ bưng bé ẩm bé qua bình cây thau lớn để mọi người cùng xem ha. Bên đây nãy giờ Kiệt đang cho bé ngắm thuốc mê. Một tàu ngầm, bé tàu ngầm body cực kỳ xuất sắc luôn. Size bé này là 65 cm, 65 hơn á, khoảng 65, gần 7, gần 66 á. Mọi người dàn cái viền vảy rất là đẹp nha. Cái bộ vảy rất là đẹp, cái viền vảy rất là đẹp luôn. Và đặc biệt của bé ở đây á là cái màu full màu nha mọi người, màu rất là đều, đều từ tay bơi cho đến bụng luôn. Bé rất là dạng, bé này rất là dạng. Đây để kịp ẩm ẩm bé lên cho mọi người xem cái bộ vảy ha, vảy rất là đẹp. Một bé như thế này trắng hồ rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Size 65. Bé này về khá lâu rồi. Kiệt nuôi chung với là mấy bé mà để thả cho khách đó. Rất là dạng, rất là cưng luôn. Bé này như là bé đực đó mọi người. Cá đực, cái đực mà body như thế này thì u thu tuyệt vời. Body tàu ngầm rất là đã, bé rất là dạng, cho lên thâu, cho lên thâu nhưng mà cũng rất là nhoi á. Ẩm bé này sướng lắm. Rồi thì đây là bé siêu phẩm của cái lô cá lần này, thì Kiệt sẽ cho bé về hồ rồi sau đó tiếp tục những bé cá kế tiếp lên. Những bé cá kế tiếp cũng rất là đặc sắc và thú vị, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp nha. Bây giờ Kiệt sẽ lên lần hai bé luôn này, do là hai bé này khá là nhỏ nên Kiệt lên lần hai bé được. Cho qua bình thâu bình cá lớn đó mọi người xem.
Nhưng mà thật ra hai bé này quay bên thau nhỏ luôn sẽ đẹp hơn ấy. Vậy mà đợi hai bé ngắm thuốc mê rồi Kiệt sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem. Rồi, chúng ta có hai bé đây là Ginrin ha. Một bé là Ginrin Kohaku. Cái này là siêu phẩm luôn á, đẹp lắm. Màu rất là tươi, body tuyệt vời luôn. Sạch, cực kỳ sạch luôn. Cái này là cá đực nha mọi người. Đây là bé Suwa. Suwa này cũng cá đực luôn. Cái này là Ginrin Suwa. Thì đối với mấy cái dòng Suwa Ginrin á, thì thường cái màu nó khó đỏ bằng mấy cái dòng như Ginrin Kohaku lắm. Tại vì cái vảy Ginrin nó nổi lên nó sẽ làm hạ một tông màu của mấy bé dòng Suwa hơn. Còn có nhóc này thì quá ok rồi. Màu rất là đẹp. Cái này cũng rất là dạng nha. Đấy. Rất là dạng, rất là sạch luôn. Body tuyệt vời. Bé này thì thon hơn, bé Suwa này thì thon hơn. Size thì hai bé gần như là ngang size nhau là 47cm. 47cm. Bé Suwa thì cuốn đuôi cũng khá là dày nè. Bé Kohaku thì cuốn đuôi ok lắm. Sạch nữa, sạch người nữa. Body rất là tốt. Rồi, hai bé đều là cá đực. Size thì cũng đều nhau là 47cm. Các bé này Kỳ sẽ để từng mã số từng bé. Như hai bé này Kỳ sẽ để hai mã số. Thì anh em nào mình nâng cái mã nào đó thì nhắn tin Zalo cho Kiệt để Kiệt biết và Kiệt mình trao đổi với là mọi người xong xuôi rồi mình chốt và mình gửi ha. Thì đối với mấy bé cá cảnh á, cá cảnh sống á, thì mình chỉ giao trong ngày thôi, mình không có giao kiểu giao ship code hay là giao nhiều ngày được, tại vì nó là cá cảnh sống thì không có đi quá được 24 tiếng. Đấy, ví dụ anh em ở ngoài miền ngoài á, thì gửi thì cũng sẽ gửi, ví dụ xe nào mà đi 60 tiếng mình vẫn gửi được, hoặc là nếu mà xa quá thì mình gửi bằng máy bay. Đấy, còn các anh em ở gần thì nó sẽ dễ hơn. Nếu anh em gần thì Kỳ sẽ xem xét mình hỗ trợ chi phí ship qua lại để mình dễ dàng mình sưu tầm, mình giao lưu với nhau hơn. Bây giờ Kỳ sẽ cho hai bé này xuống và lên tiếp mấy bé kế tiếp cho mọi người cùng theo dõi. Vừa mới lên cho mọi người một bé Suwa. Cái này là Suwa, cái này là Suwa chuẩn á, không phải Suwa Omo hay là Suwa gì đó. Màu phân bố đều, không quá nhiều cũng không quá ít. Bây giờ bé còn rất là nhiều màu ẩn, thì bé này tương lai rất là ok luôn. Body tuyệt vời. Gù, bé có gù rất là to nha. Rồi, cái gù quay nghiêm cái camera xuống để thấy được cái gù. Gù rất là to. Body tuyệt vời luôn. Cái này là cũng là cá đực luôn nha mọi người. Cá đực luôn, body rất là xuất sắc. Màu ẩn còn rất là nhiều. Đây còn một cầu ở đây, một cầu ở đây nữa. Bé này rất là tương lai luôn. Đấy, đuôi nè, nó có lông đuôi, lông hai bên nách nè. Tay bơ rất là đều, tay bơ cánh buồm luôn. Trên đây còn trẻ một đường chữ Y nữa nè. Bé này rất là tương lai. Size của bé này thì cũng khoảng hai bé Ginrin hồi nãy, khoảng 45-47cm. Được cái màu của bé này rất là tốt nha. Sắc tố màu của bé rất là tốt. Thử ra màu, mọi người có thể giờ màu này là màu đỏ tươi. Đấy. Đỏ tươi.
còn mà đỏ đỏ đậm hơn, đỏ đô hơn thì nó các bé đó thì là nó hoàn thiện màu sau này, lâu dài về sau này. Cái bé này là màu chuẩn của cái form size như thế này luôn, màu rồi màu đỏ tươi. Đấy. Có màu son nữa nè, màu rất là hay. Size chỉ có 47 xăng thôi nhưng mà cái tố chất rất là ok luôn. Trong cái lô cái hồ bên này thì bây giờ còn một bé nữa, một bé cọp nữa. Giờ kỳ sẽ cho lên luôn và giới thiệu đến mọi người luôn. Giờ kỳ sẽ cho bé này xuống dưới. Tối thì bây giờ kỳ ẩm bé này qua cho mọi người xem bé cọp. Đực luôn nha mọi người. Bé này size khoảng 58 xăng. 58 cm. Đấy, dạng bông này là bông thưa. Cái mảng đen thưa. Cái xương mi thưa. Bé này mình chứ mình chơi body. Body bé này còn lên dữ lắm, có gù luôn nha mọi người. Form chuẩn của cá đực là form thon nhưng mà có gù. Mảng màu cũng còn ẩn khá là nhiều. Trên đây như trên đây là sẽ có một thêm cái đường chữ Y lên nữa nè. Tay bơi thì đều đen đều. Cái này mình nuôi trong cái môi trường mà nước lạnh á, pH cao á, màu đen sẽ lên rất là dày nha, rất là đẹp. Body chuẩn này, cá đực luôn, phân thon mà con gù. Size 58, 57, 58 xăng. Kịp mời mọi người cùng ngắm kỹ hơn bé này ha. Trên đầu có một khuỷu nó không có đen nè, nổi thành màu đỏ nè, khá là hay nè, khá là hay. Nhưng các bé này thì quay thì sẽ để mã số từng bé trên video, mọi người theo dõi cái mã số đó ha, thì sẽ không nói mã số ở trên video quay luôn, tại vì không có nhớ. Nhiều khi mình bắt nhiều bé lên quá mình không có nhớ là bé số mấy để mình biết mình nói nữa. Cho nên là Kiệt cứ nói Kiệt chia sẻ cho mọi người biết thêm về mấy bé cá thôi. Mã số Kiệt sẽ để trên video, để trên góc trái của video. Rồi, bé cá kế tiếp thôi mọi người. Đây là một bé cô ha cư ha. Bé này thì body tuyệt vời luôn. Bé này rất là đã. Body, anh em hay nói vui là body tập gym á. Cũng là một bé cá đực luôn. Lô này cá đực nhiều nhưng mà body khó thấy bàn ha. Bỡ lên cho mọi người xem cái gù. Cái gù. Gù rất 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 là cao luôn. Size bé này thì là 52 xăng. 52 xăng hơi non xíu. Cái này thì trong màu của bé này á, thì đang trong cái giai đoạn gọi là hoàn thiện, cho nên là sẽ có nhiều chỗ nó chưa có liền á. Nó như ở dưới đuôi nè, nó sẽ có vài đốm nó đang lên ở trên người cũng vậy. Thì các mảng màu thì phân bố đều hết rồi, bây giờ là chờ những cái mảng nó liền lại thôi thì sẽ lên một cái form màu rất là tuyệt vời luôn. Body khỏi nói rồi, body quá đã, cũng đuôi rất là dày. Đấy, cái gù cao nữa, phần đầu rất là be nha mọi người. Phần đầu be chứng tỏ cái bé cá của mình á là một bé vượt đàn hay còn gọi là jumbo á, thì mấy bé đó là cái gù nó to mà cái đầu nó be. Đấy, cái đầu nó be
nó sẽ ăn uống rất là mạnh mẽ và nó lên firm body rất là tốt. Rồi, cái này thì màu sắc rất là ok ha, tay bơi sạch, đuôi sạch nè, body tuyệt vời rồi. Bé này cũng dạng lắm, Kiệt con về cũng lâu rồi, bây giờ Kiệt gộp lô để mà mình quay. Cái này về cũng khá là lâu rồi, cũng khá là dạng. Body rất là đẹp nha, Kiệt rất là thích cái form body như thế này. Body này mình nuôi lớn lên thì nó phình lên nhìn đã lắm. Kiệt cũng vừa mới chốt xong một lô mấy bé mà dạng body như này nè, mà size to hơn. Đấy, thì mấy bé đó thì tới hôm mà Kiệt đi thả thì sẽ quay một cái vlog nhỏ, thì sẽ đăng lên, gửi lên cho mọi người cùng xem và mình cùng chinh ngưỡng mấy bé đó luôn. Một cái hồ ở trong nhà, hồ kính. Hồ kính thì sẽ ưu tiên mấy bé mà body. Hay về mình thả mấy bé body mình dòm nó rất là đẹp, và mấy bé màu mà nó lạ đặc sắc á. Rồi bây giờ mình sẽ qua hồ kế tiếp. Hồ bên đây cũng khá là nhiều bé đấy, cũng hơn chục bé. Có đặc biệt là hồ bên cái hồ kế tiếp chuẩn bị quay là có mấy bé coi bướm đấy. Thì bây giờ không phải chờ lâu, Kiệt sẽ cho bé này xuống và cho mấy bé kia lên, mình quay gửi tới mọi người cùng xem. Trước mặt mọi người là cái lô cá này bình dân, khá là bình dân, thì chủ yếu được khoảng 4-5 dòng gì đó. Đấy, số lượng là như mọi người có thể thấy là ở đây đây. Thì cái lô này thì sẽ quay qua nhanh, thì cũng vẫn là sẽ quay từng bé cho mọi người ha, quay qua thau lớn thì mọi người xem từng bé, mình ưng bé nào thì mình cũng như mấy bé kia thôi, cũng sẽ có mã số từng bé vậy đó. Rồi giá cả cũng sẽ để trên video. Mình nâng bé nào thì mình lưu cái mã số của bé đó lại và nhắn cho Kiệt. Thì Kiệt sẽ chốt với mọi người những bé đó. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu cái lô này thôi. Bé đầu tiên chúng ta có bé Karashigoi. Màu rất là chuẩn. Bé này là màu nút nè, màu da người ấy. Tay bơi đều ha. Cái này đặc biệt là mắt đỏ. Thì dòng Karashigoi thì thuần túy của nó là mắt đỏ nha mọi người. Cái này là chuẩn Karashigoi luôn, size đâu đó khoảng 53 55 cm. Đấy. Rồi quay để mọi người xem kỹ một xíu ha. Thì sẽ bắt mấy bé kế tiếp vào rồi sẽ cho bé đó ra. Bé này thì cái bông màu cũng đang trong giai đoạn là hoàn thiện ha, cũng còn đang hư nhem nhỏ một xíu, hơi lem nhem một xíu, size cũng xa chạc 52-53 cm. Tay bơ khá là to, cái cuốn đuôi bé này còn dày lắm, mình về mình thúc cám thì bé này sẽ phình body ra, sẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ thì ẩm bé kế tiếp qua cho mọi người xem. Rồi tiếp tục một bé con hạc cu ha. Bé này thì size cũng chạc 52-53 cm luôn. Thì cái size cái lô này á, thì cái size nó đều chạc chạc nhau hết. Cái này thì màu cũng nhìn cũng khá là thú vị, chia ra ba khoang đều. Riêng phần đầu thì còn đang nhú màu lên, màu cũng khá là sạch ha. Rồi bé kế tiếp đây. Giờ thì có một bé này là bé xanh kê nè. Sinh kê bé này thì khá là to, size khoảng 55 á, 55-56 cm. Tay bơi cũng to nè. Bé này thì là bé cá mái nha mọi người, cho nên là cái bụng dưới cũng đang hơi phình. Phình ở đây là phình có trứng á.
về nhiều khi về nước mới thì bé sẽ tự sổ ra, nói chung là không ảnh hưởng gì hết mọi người. Rồi mình qua bé kế tiếp thôi. Bé con Haku nữa nha mọi người. Mình với lô bình dân này thì sẽ cố gắng cân đối cái giá sẽ thiệt là hợp lý để cho mọi người xem và mọi người sưu tầm về. Bé này size cũng chạc 55, 54, 55 xăng. Màu sắc cũng rất là ok. Mấy bé này thì anh em nào mà mình làm công trình, mình thả cảnh quan kia đồ á thì sẽ khá là phù hợp. Kiệt sẽ anh em mình bắt thả cảnh quan á thì Kiệt sẽ cố gắng cân đối cái giá nó sẽ hợp lý hơn là hơn nữa ha. Rồi bây giờ qua bé tiếp theo nha. Rồi một bé bướm nha. Bé này là bé Matsuba bướm. Kin. Kin Matsuba bướm. Chiều dài luôn đuôi của bé này á thì nó khoảng 60 59 50, trong khoảng từ 59 cho đến 61 á. Đặc biệt thì nó mấy bé bướm coi bướm á nó sẽ có cái gọi là cái lông mũi. Đó. Trên phần đầu nó có hai cái cọng hai bên lông mũi đó. Đó lông mũi đặc trưng của cái dòng coi bướm luôn ha. Thì coi bướm thì tất cả mọi thứ râu ria nè, tai bơi nè, kỳ nè đều dài hết. Mấy cọng râu của mấy bé này cũng rất là dài. Đây này là Kin Matsuba bướm. Lô này thì có 3 con. Rồi thì bây giờ Kiệt sẽ đưa một bé mới lên nữa. Cũng là một bé bướm luôn. Cái này thì sẽ nhỏ hơn một xíu. Cũng là Kin Matsuba bướm luôn. Bé này thì chiều dài luôn đuôi nó khoảng 58 thôi. 58 có hơn đó, Kiệt tính 58 thôi. Nó cũng có lông mũi nè, râu cũng dài nè. Đuôi mấy bé này thì Kiệt dưỡng lâu rồi cho nên là không có bị tình trạng gọi là rách đuôi. Rách đuôi tưa đuôi thì không có. Gần như là mấy bé này gần như là sạch. Ok, mình đổi sắc màu một xíu. Sẽ có bé con Haku đây. Lô này thì nó trồng cái màu con Haku. Cho nên là con Haku số lượng cũng khá là nhiều. Rồi size bé này đâu đó khoảng 45, 44 cho đến 45 xăng. Màu rất là tốt, màu dày lắm. Cái từng khoang màu cũng phân bố rất là ok nha. Màu này cũng đang trong quá trình hoàn thiện ha mọi người. Nên là đang bung những cái đốm màu lớn lên. Tai bơi to tròn nè, đều sạch tai bơi, sạch đuôi. Bé kế tiếp thôi mọi người. Rồi, lô này thì có một bé rất là hay. Bé này size cũng 57, 55, 57 xăng. Thì bé này mình nó nằm ở trong cái dòng là Maruten Sanke. Mà tên thì như mình có thể gọi theo cái nét đặc trưng nhất của bé là dòng Tancho Sanke cũng được ha. Size khoảng 55, 57 xăng. Bé là cá đực cho nên body khá là thon. Cái chấm đầu, chấm tròn ở trên đầu á rất là ok luôn, màu cũng khá là dày. Tay bơi rồi thân body kia đồ cũng chuẩn cái dòng xanh kê luôn ha mọi người. Rồi thì sẽ mang đến mọi người xem bé coi bướm cuối cùng. Đây ạ.
rồi bé này cũng là kin, kin Matsuba luôn, kin Matsuba bướm luôn. Màu cũng rất là đẹp, bé này cũng có râu, cũng có lông mũi đầy đủ ha mọi người. Size của bé này á, luôn đuôi á, là đâu đó khoảng 60 cho đến 61 hơn. Hay hơn á. Bé này từ đầu cho đến cái cuối đuôi là cũng đã 55 rồi, 55 56 cm rồi. Luôn đuôi nữa thì cũng khá là dài. Tay bơi với là đuôi nhìn cũng rất là bay ha. Rồi, vẫn là dòng cổ điển Kohaku. Bé này size cũng khoảng 50 đến 52 cm. Màu bé này khá là đậm. Rồi, kịp qua bé kế tiếp cho mọi người đây. Rồi, đầu ở đầu lô bình dân này á, thì chúng ta có cái bé Karashigoi, mà màu là màu thuần tí, là màu màu da người, cái màu vàng mùi tạc á. Bé này là màu vàng vàng nghệ nè. Đấy, size của bé này cũng khoảng 53 cho đến 55 cm. Màu vàng nghệ ha, màu khá là đậm, đều màu. Tay bơi nè, đuôi là không có bị lem màu trắng nha, bụng cũng vậy. Bé này thì là mắt, cái mắt nó cũng màu, nó không hẳn là màu đỏ nha mọi người. Thì có vợ nó vừa coi rồi, nó cũng ngưỡng đỏ này chứ không phải là đỏ, không hẳn là đỏ. Size 53 55 cm. Rồi cuối lô rồi. Cuối lô thì mình còn một bé Kohaku thôi. Bé này khá là hay đây. Bé này khoảng 55-56 cm. Màu, nhìn màu rất là hay ha. Có cái mặt nạ, mặt nạ hai bên nè. Màu phân bố rất là ok. Size cũng khoảng 54 cho đến 56 cm á. Màu bé này thì có vẻ như là cũng lên đủ rồi, lên nét rồi. Bé này cũng là, bé này là cá mái ha. Bé này cũng mới sổ trứng rồi, cho nên là body sẽ thon lại ha mọi người. Thôi, như vậy thì là hết lô cá rồi. Còn hai bé này kịp cho xuống hồ luôn. Trong đây vẫn còn một bé nhưng mà bé này thì là nhỏ rồi, thì bé này kịp sẽ giới thiệu trong một cái video khác cho mọi người. Bé này nó sẽ nằm trong một cái video cá ký. Đấy, thì hai hồ mình đã soạn xong, mình quay hết cho mọi người xem rồi. Mấy bé nãy mới về cũng rất là dạng nè. Bé mới về đó. Thì trong đây là có mấy bé mà Kiệt có nói nãy là đã có khách, đã có anh khách chốt rồi đó. Sắp tới Kiệt sẽ làm cái vlog đi thả mấy bé đó cho anh khách đó, giới thiệu đến mọi người luôn. Những bé mà mình chơi hồ kính thì mấy cái body nó sẽ rất là đã, rất là đẹp. Rồi bây giờ Kiệt xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người trong tất cả những video kế tiếp của Kiệt. Video về công trình nè, hồ cá nè, rồi những cái lô cá mới nè. Đó, rồi những cái dự án nào hay Kiệt sẽ làm vlog lại, Kiệt sẽ gửi quay và gửi đến mọi người cùng xem, cùng theo dõi. Bây giờ Kiệt xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ha.